Xin chào các bạn, bữa nay mình review cho các bạn xem một chiếc đồng hồ đến từ hãng Fossil và nó được đặt trong một cái hộp thiết như thế này, rất là đặc trưng của dòng Fossil. Cái đồng hồ này thì mình đã sử dụng được một thời gian rồi và hôm nay mình sẽ đánh giá xem cái đồng hồ này xài có ok hay không nha. Đây là thiết kế cũng như ngoại hình của cái đồng hồ nè. Nó mặt nó làm viền màu vàng như thế này, đường kính của mặt đồng hồ là 44mm. Về phần dây thì sử dụng dây nhựa tổng hợp. Tuy nhiên nó cũng khá là mềm, đeo khá là êm tay, không bị cấn. Kích thước của dây là 22mm nha. Đó. Nó sẽ có in đóng dấu của thương hiệu Fossil như thế này. Kể cả là trên cái phần gài của dây thì nó cũng có logo Fossil nha. Kính trên chiếc đồng hồ này thì được làm bằng kính khoáng, một loại kính thông thường thôi, không phải là xịn lắm. Đồng hồ này thì nó có 3 chức năng. Thứ nhất là đếm giờ, thứ hai là nó có lịch ngày ở đây, và cái chức năng thứ ba cũng là nổi bật nhất trên chiếc đồng hồ này là tính năng bấm giờ thể thao chronograph. Cái đồng hồ này thì có khả năng chống nước là 5 ATM, tương đương với độ sâu là 50m. Tuy nhiên chúng ta không nên mang cái đồng hồ này đi bơi, nếu sử dụng trong trời mưa hoặc là rửa tay thì ok nha. Đây là mã đồng hồ nè, FS5381, và kích thước của dây là 22mm. Cách sử dụng cái đồng hồ này thì khá đơn giản. Ở phía giữa nó sẽ có một cái núm điều chỉnh ở đây. Chúng ta kéo ra, nấc đầu tiên thì là chỉnh lịch nha. Chỉnh lịch tháng nè, mình sẽ dặn xoay cùng chiều kim đồng hồ và cái lịch tháng nó sẽ lên như thế này. Chúng ta kéo ra một nấc thứ hai thì là chỉnh giờ nha. Khi mình kéo ra thì cái kim dây nó sẽ ngưng nè. Và mình sẽ chỉnh giờ, và chúng ta đẩy vào nấc cuối cùng thì kim dây bắt đầu chạy nha. Cái kim nằm ở phía góc 3 giờ thì nó quay một vòng tương ứng với 24 giờ trong một ngày nha. Còn hai cái kim ở góc 6 giờ và góc 9 giờ thì nó sẽ đo tính năng đồng hồ bấm giờ nha. Cái tính năng đồng hồ bấm giờ thì nó cũng tương tự như trên điện thoại nè. Chúng ta sẽ có nút bấm nút bắt đầu. Muốn dừng lại thì chúng ta sẽ bấm dừng lại. Và muốn tiếp tục thì chúng ta sẽ bấm cho nó chạy tiếp tục. Và muốn reset lại thì chúng ta sẽ bấm vào nút đặt lại nha. Trên chiếc đồng hồ này thì nó cũng tương tự như thế. Để kích hoạt tính năng bấm giờ thì ta sẽ bấm phím này một cái thì bắt đầu sẽ kích hoạt tính năng bấm giờ nè. Các bạn thấy cái kim đồng hồ ở phía dưới này nó sẽ bắt đầu chạy, thì nó chạy một vòng tương đương với lại một phút nha. Và cái kim ở trên góc này thì nó cũng bắt đầu chạy nè. Chạy hết một vòng thì nó sẽ tương đương với 30 phút. Có nghĩa là với mỗi vạch thì nó sẽ tương đương với lại là 2 phút rưỡi nha. Và căn cứ vào vị trí của hai kim này thì chúng ta sẽ xác định được cái thời gian mà chúng ta bắt đầu bấm giờ nha. Để tạm dừng tính năng bấm giờ thì mình sẽ bấm ở nút này một cái thì nó sẽ tạm dừng. Đó, các bạn thấy là hai kim nó đã dừng lại rồi, nó không có chạy nữa. Và để tiếp tục thì chúng ta lại bấm thêm một cái nữa. Rồi, cái kim này nó sẽ tiếp tục đo nha. Và để reset các kim lại vị trí ban đầu thì chúng ta sẽ bấm tạm dừng. Sau đó mình sẽ bấm nút dưới một cái thì các kim nó sẽ trả lại vị trí như ban đầu. Đó là cách sử dụng của cái đồng hồ này nha. Sau một thời gian sử dụng thì mình thấy cái đồng hồ này khá là ok. Cảm giác đeo rất là thích, dây mềm, ôm tay và nó không bị đau. Còn về cái độ chính xác thì nó có độ chính xác rất là cao. Mình sử dụng trong một thời gian rất là dài và mình không cần phải điều chỉnh gì cả, vì độ lệch là gần như không có. Còn cái tính năng bấm giờ thể thao thì mình nghĩ đây là cái điểm nhấn của đồng hồ này, tạo sự khác biệt. Chứ thực tế thì mình cũng rất là ít sử dụng, bởi vì nó không có trực quan. Mình thường sử dụng bấm giờ trên điện thoại hơn là sử dụng trên cái đồng hồ này nha. Tuy nhiên nhìn một cái đồng hồ nó có khá là nhiều kim chạy thì nó cũng hay hay và nó khá là chuyên nghiệp nha. Trên đây là video chia sẻ của mình về chiếc đồng hồ Fossil 5381. Mình đã sử dụng được khoảng 1 năm nha và mình thấy rất là ok. Mình sẽ để thông tin của chiếc đồng hồ này trong phần mô tả video. Các bạn nào quan tâm thì click vào xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại ở video sau.